Đây, nay sẽ lên cho anh em con bội nổi nghe nè. Con này mình mới tiễn về hai bữa rồi. Mới tiễn về nhưng mà nó chìm nghe nè. Hôm nay là nó đã gáy lại rồi nghe anh em. Chung chim này tiễn 2 ngày. Con này con hai hậu nghe nè. Chim này dòm anh em là hết chê luôn anh em ơi. Anh em nào ưng thì bắt về nuôi tập làm mồi thì ok nha. Con chim này nó bự con lắm nghe anh em. Con này thì nó chung là hàng khủng luôn á. Anh em nào ưng thì alo. Giá thì alo, anh em alo thì mình sẽ báo giá cho. Nói chung con chim này giá thì cũng tầm trung thôi. Con này rất là bự nghe anh em, đẹp lắm. Cồm cao, bộ cồm cao dữ lắm. Tại vì mình bắt về là hai bữa rồi nó chìm, hôm nay thì nó mới gáy lại nha. Còn cánh này nó hơi rụng rụng cọng lông cánh, không mình mà vận chuyển á. Vậy con này nói chung có hai năm lòng anh em ơi. Chim này nó trắng tươi à, trắng tươi mà nó bự con dữ lắm. Con chim này nói chung anh em bắt về mà anh em có chê thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm cho anh em luôn. Chim này thì không có chỗ nào mà chê được cho nghe nè, toàn diện gáy tiếng lớn. Con này gáy tiếng rất là dữ nghe nè, tiếng lớn dữ lắm. Hai hậu đó, rất là dạng luôn nha. Chim nó bự dữ chẳng, nó chung bao cho anh em bự con. Em thấy không, chim kịch cọm dữ lắm nghe nè. Chim này anh em về mà nuôi lòng 32 nuôi không vừa nghe nè, phải nuôi lòng 36 hoặc 38. Nó thấy bột cơm không, cộp sóc tay ót. Đó, chim này thì hết chê. Chói quá ta. Đó, đây gọi đây chồng. Trắng tươi, bự con. Rồi anh em nào ấn tay alo. Chói quá. Đó, chim này nói chung thì nó cũng mới chơi lại đây thôi nghe nè. Tại vì mình bắt về nó chìm á, nó cũng mới chơi lại tại vì cũng bội nổi mà nè. Vận chuyển thì nó phải tất nhiên phải chìm. Chim này quá đẹp luôn nghe nè. Rồi, anh em nào ưng thì alo.